Ở cái vòng này á, hai chú nhiệm vụ cực kỳ cao cả. Nữa hả? Đó là đứng nhắc xem bài cho các bé. À. Nhưng không được mở miệng. Thôi tác dụng dùng rồi. Động tác hình thể thôi. Mỗi bé sẽ có 5 câu hỏi. Mỗi câu hỏi mà các bé trả lời đúng sẽ mang về cho đội của mình 10 điểm. Và nên nhớ, chỉ có 10 giây để mình suy nghĩ và trả lời mà thôi. Và đối với đội mà có cái quyền ưu tiên, trước khi đọc câu hỏi, chú Ngọc Trai sẽ hỏi con là có dùng quyền ưu tiên hay không. Con dùng quyền ưu tiên mà trả lời đúng được 20 điểm. Xin mời đội có điểm số thấp nhất ngày hôm nay là đội của Vĩnh. Câu hỏi đầu tiên: loại trái cây nào gắn liền với lại sự tích mai an tim? 10 giây bắt đầu. Trái dưa. Trái dưa. Dưa hấu. Dưa hấu. Dưa hấu. Dưa, dưa hấu là một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Câu thứ hai có dùng quyền ưu tiên không? Không luôn. Không luôn. Lỗ tai của con kiến nằm ở bộ phận nào trên cơ thể? 10 giây bắt đầu. Trên đầu. Trên đầu. Trên đầu. Trên đầu. Ở trên đầu. Đáp án chúng ta là không có, kiến không có tai nha. Câu hỏi tiếp theo. Thôi dùng đi. Có dùng quyền ưu tiên không? Không là mốc đấy. Dùng đi, chạy luôn đi con. Dùng không? Ok. Người bị bệnh chúng ta gọi là bệnh nhân. Vậy thú nuôi bị bệnh gọi là gì? 10 giây bắt đầu. Thì vẫn gọi là thú thôi. Vẫn gọi là thú nhưng mà bị bệnh. Hoàn toàn chính xác. Ê, cuộc sống này cứ đơn giản thôi là mọi chuyện cứ tự xuống qua. Câu tiếp theo. Nước tồn tại ở thể lỏng. Vậy nước còn tồn tại ở thể nào khác? 10 giây. Nước có thể tồn tại ở rắn, lỏng, khí. Hoàn toàn chính xác. Câu tiếp theo, câu này là câu đố mẹo. Cái gì càng đắp càng nhỏ? 10 giây. Đắp chăn. Hết 10 giây. Bạn nghĩ là gì Huy Cung? Em nghĩ là đắp chăn, bởi vì nếu mà đắp chăn vào thì người mình sẽ nhỏ lại, hở mỗi cái đầu ra. Đáp án chương trình đưa ra là ao, hố hoặc hồ. Rồi, bây giờ tới lượt đội của con, Quỳnh Anh. Trong bài hát Một con vịt lên bờ làm gì? 10 giây bắt đầu. Con vịt lên bờ để vẫy cánh. Ê, miệng. Con vịt lên bờ để vẫy cánh cho khô. Vẫy cánh cho khô là một đáp án hoàn toàn chính xác. Ôi đúng rồi. Câu tiếp theo. Con ngựa mà kết hôn với con lừa sẽ sinh ra con gì? 10 giây bắt đầu. Con thú. Con thú. Con la. Đúng vậy, đáp án chính xác là con la. Rồi, tiếp theo nha. Trong truyền thuyết Việt Nam, ai là người sinh ra bọc trăm trứng nở trăm con? 10 giây bắt đầu. Âu Cơ. Âu Cơ là một đáp án hoàn toàn chính xác. Yeah. Tiếp theo có câu: Kỳ Nhông là ông Kỳ Đà, Kỳ Đà là cha Cắt Ké, Cắt Ké là mẹ Kỳ Nhông. Vậy Kỳ Đà có quan hệ như thế nào với Kỳ Nhông? 10 giây bắt đầu. Hàng xóm, hàng xóm, hàng xóm. Không có quan hệ gì hết. Đáp án của đội bạn đưa ra là không có quan hệ gì hết. Đáp án của chương trình là có. Có ba con tên khác nhau mà có gì. Đáp án chương trình đưa ra là cháu. Có nghĩa như là Kỳ Đà là cháu của Kỳ Nhông. À, là câu này không có mẹo. Không có mẹo. À, là thắng là tự... dựa trên bài hát mà. Là thắng tự đưa mẹo vô thôi. Là tự mình làm khó mình đó. Thắng bậy rồi. Câu tiếp theo, đây mới là câu đố mẹo. Đây mới là câu đố mẹo. Khẳng định luôn. Con gì không có xương sống mà vẫn đứng được? 10 giây bắt đầu. Kiếm con đi. Con đường. Con đường. Đứng mà con. Quy cung. Con đèo. Con đèo là con gì? Thì nó, con đèo nó và con dốc là hai đáp án hoàn toàn chính xác. À. Wow. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tổng kết lại số điểm nha. Vĩnh và Huy Cung, các bạn có 70 điểm sau 3 vòng thi. Quỳnh Anh, anh thắng, các bạn chiến thắng với 85 điểm. Chúc mừng. Yeah. Xin mời. Rồi, đứng ở đây nha. Vậy là sau 3 vòng thi, Huy Cung và Vĩnh, trời ơi, lần đầu tiên luôn chúng ta ghi một cái kỷ lục không hề lấy được điểm nào.
trong cái vòng thi đầu tiên luôn. Nhưng mà bù lại các bạn rất là xuất sắc ở những vòng thi tiếp theo ha. Cho này là do mình hơi bị thiếu may mắn tí xíu thôi, cho nên là đổi các bạn về nhì với số tiền thưởng là 6 triệu đồng nha. Rồi, vỗ tay. Tiếp theo, đội xuất sắc nhất ngày hôm nay nè, Quỳnh Anh nè, Nắng nè, phần thưởng trị giá 10 triệu đồng nha. Chúc mừng các bạn. Quý vị và các bạn khán giả thân mến, chương trình thứ năm vui nhộn do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện. Khung giờ phát sóng rất là quen thuộc là vào lúc 19:15 thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 nha. Hy vọng là các bạn khán giả sẽ đón xem. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.